Bất chấp việc bị thủng lưới ngay từ những phút đầu và chịu áp lực nặng nề, câu lạc bộ Hà Nội đã không ngần ngại chiến đấu và cuối cùng đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Wuhan Territorial. Sự kiên cường này không chỉ đánh dấu chiến thắng lịch sử đầu tiên của họ tại đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Á mà còn là liều thuốc tinh thần cho chuỗi ngày u ám sau 5 trận thất bại liên tiếp. Tuấn Hải cùng đồng đội đã mang lại niềm vui sướng và hy vọng cho người hâm mộ, đồng thời tạo ra làn sóng lạc quan trong làng bóng đá Việt Nam, đặc biệt là cho huấn luyện viên Philippe Jussier, người đang cần sự tự tin cho đội tuyển quốc gia trước thềm vòng loại World Cup 2026 chỉ còn một tuần nữa sẽ khởi tranh. Các ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội, những trụ cột không thể thiếu của đội tuyển quốc gia, đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ với phong độ đáng kinh ngạc. Điều này hứa hẹn sẽ có ảnh hưởng tích cực đến tuyển quốc gia. Trận đấu với Wuhan Territorial chứng kiến màn trình diễn không hiệu quả của các tuyển thủ như Hùng Dũng, Văn Quyết, nhưng Tuấn Hải đã xuất sắc lật ngược tình thế, giúp huấn luyện viên Jussier giảm bớt lo lắng. Anh đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng, mở ra hy vọng và niềm tin cho cả đội. Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên của Tuấn Hải là kết quả của một pha phối hợp ăn ý với Xuân Mạnh, cũng mới được huấn luyện viên triệu tập, khiến thủ môn đối phương bất lực. Pha ghi bàn thứ hai, đến từ sự hợp tác tinh tế với Văn Tùng, ấn định chiến thắng quý giá 2-1, không chỉ giúp câu lạc bộ Hà Nội giải tỏa bầu không khí nặng nề mà còn mở ra hướng đi mới, tươi sáng hơn cho tương lai.